Chào mừng các em đã đến với lớp học làm giàu của thầy Phạm Luật. Ấy, đừng bao giờ đánh giá một con người qua cái tên của họ. Mặc dù nhà tôi ba đời làm ăn trộm, nhưng tới đời tôi thì trong sạch. Để tôi kể cho các em nghe câu chuyện đời của tôi. Làm giàu không khó. Thua kêu này, tao bày kêu khác. Ngã ở đâu? Đứng lên ở đó. Ê, coi chừng ngã. Ok ok. Hả? Không muốn dạy nghề cũng khó, vì bây giờ nhà nào cũng có home camera Viettel. Theo sao kê của thầy thì có 96,69% các nhà đều lắp home camera Viettel. Bây giờ còn đất nào cho ăn trộm sống nữa. Bỏ đi mà làm người. Lắp wifi Viettel rồi, giờ lắp thêm home camera Viettel đi. Home camera Viettel, bảo vệ gia đình 24/7. Gọi ngay 1800 8168. Viettel theo cách của bạn.